Xin chào tất cả mọi người, mình đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tự Kim Long. Thì hôm nay mình sẽ khui hộp review cái camera AC1C dòng Pro, dòng mới. Mới ra tháng 6 năm 2021. Thì về cơ bản thì model là AC1C Pro. Ngoài hộp thiết kế là khá là giống cái dòng cũ. Sách hướng dẫn sử dụng của Wihoo 360. Thì đây là tiếng Anh và một số tiếng của quốc gia khác. Điều khá là đặc biệt ở đây là cam AC1C của 360 thì dòng này thì kết nối app app mới tên là BootLab. Thì xíu mình sẽ hướng dẫn các bạn tải app về và kết nối. Về thiết kế là khá là giống với dòng cũ. Đây, mình có một con cam dòng cũ AC1C. Về cơ bản là như nhau từ thiết kế cho đến ngoại hình. Về phụ kiện thì Wihoo vẫn đầy đủ phụ kiện cáp nguồn. Một số dòng cam khác thì cũng có thể là không có nguồn, nhưng mà riêng Wihoo thì đầy đủ và kèm cái miếng keo băng mà chúng ta có thể dán ở đây và dán lên tường. Người ta cắm điện vào và mình sẽ kết nối. Thì đây cái app tên là BootLab, thì đây là mình đã tải sẵn rồi. Thì mình vô CH Play mình tải về. Đây, vô CH Play. Mình search tên trong sách hướng dẫn là BootLab. Thì dòng này là dòng mới thì nó sẽ không sử dụng cái app 360 Smart Camera như những dòng cũ. BootLab. Ready for Wi-Fi connection setup. Thì kết nối ta cũng kết nối như tất cả các dòng Wihoo trước. Thì ta bật. Khi lưu ý ta nhớ tải app về thì ta nhớ cấp tất cả các quyền cho app truy cập vô định vị. Thì khi kết nối ta nhớ là bật vị trí và Bluetooth và kết nối Wi-Fi là bằng tầng 2.4. Ta vô thêm thiết bị. Trong cái phần hệ sinh thái của Hue trong app này thì khá là nhiều so với app cũ. Một số dòng cam rất là mới, có cả máy lọc không khí. Thì đây là dòng 360 AC1C 1 Pro.
thao tác cũng khá là đơn giản. Tôi đợi kết nối hoàn tất. Wi-Fi connection success. Thì đây là báo camera đã kết nối thành công. Ấn Get Start. Chọn nét. Tên mặc định sẵn. Rồi, bắt đầu sử dụng. Giờ độ phân giải là khá là nét. Đây, rất nét. Trong phần cài đặt thì ta có thể cài đặt nhiều cái tùy chọn khác nhau. Thì về cơ bản là cũng như nhau, nhưng mà ta sẽ sử dụng cái app khác. Thì đến đây mình xin tạm kết thúc.